chúng ta sẽ không dùng quá nhiều thời gian để mà nói về on-chain ngày hôm nay, tại vì tôi nghĩ là chúng ta có nhiều cái thông tin khác tôi cảm thấy là quan trọng hơn. Đối với thông tin on-chain ngày hôm nay thì chúng ta quan tâm đến trước hết là cái chỉ số lời lỗ liên quan tới Bitcoin thằng mới vì chia sẻ với các bạn bây giờ đã điều chỉnh trở xuống là 77% rồi. Mỗi lần mà cái con số này dưới 85% nữa là một cái con số tốt đối với Thuận. Chúng ta không muốn có quá nhiều người có lời tính theo chỉ số này, tại vì càng nhiều có lời thì cơ hội chốt lời càng cao. Chúng ta nhìn vào cái chỉ số liên quan tới Net Realized Profit Loss thì các bạn sẽ được là cái tình hình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thấy có tình trạng là có một số người họ di chuyển Bitcoin mà đang bị lỗ hiện tại, có nghĩa là họ bán với cái mức là lỗ, họ cắt lỗ. Thì những người đó là ai? Thì chúng ta lại một lần nữa nhìn vào cái chỉ số liên quan đến long term và short term, có nghĩa là những nhà đầu tư lâu dài, dài hạn và ngắn hạn. Thì những nhà đầu tư ngắn hạn, có nghĩa là những nhà đầu tư mà lưu trữ Bitcoin dưới 155 ngày tính theo chỉ số on-chain đó, thì thường đi zoom vào để cho các bạn thấy được tình hình của ngày hôm nay. Thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh trên màn hình đó, nếu như mà dưới con số 1, có nghĩa là những Bitcoin này di chuyển là bị lỗ, thì những nhà đầu tư ngắn hạn thì các bạn thấy được tình hình là như thế nào. Tình hình là con số liên tục là dưới con số 1 ngày hôm nay, có nghĩa là rất nhiều thời điểm ngày hôm nay những nhà đầu tư ngắn hạn đó họ đã cắt lỗ, họ đã chấp nhận lỗ khi mà họ di chuyển Bitcoin của mình. Nhưng mà ngược lại, chúng ta nhìn vào tình hình tương tự nhưng mà liên quan tới những nhà đầu tư dài hạn như là trên 155 ngày, thì các bạn cũng nhìn cái đường màu xanh ở bên dưới này đi, thì các bạn sẽ đều là cái chỉ số cũng tương tự con trên con số 1, là nghĩa là di chuyển mà không bị lỗ. Thì các bạn được những nhà đầu tư dài hạn đó thì họ vẫn tiếp tục di chuyển với con số đó, phần lớn ngày hôm nay là vẫn trên con số 1, nghĩa là họ không có di chuyển Bitcoin nếu như mà họ bị lỗ, nghĩa là không có bán tháo đến từ những cái nhà đầu tư dài hạn. Nhưng mà ngược lại, những nhà đầu tư ngắn hạn là những nhà đầu tư mà bán lỗ ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục thấy những nhà đầu tư dài hạn tiếp tục hodl và tích lũy thêm. Nói đến đây đó, nói đến tích lũy đó, thì có một người đã tích lũy ngày hôm qua, đó chính là ai? Đó chính là tổng thống El Salvador, Nayib Bukele. Thì Nayib Bukele nói là ngày hôm qua đó đã mua the dip 150 Bitcoin. Bây giờ tổng cộng El Salvador đã lưu trữ 700 Bitcoin. Và đây là cái tweet được chia sẻ hồi 10 giờ đêm ngày 19 tây tháng 9. Thì sau khi mà tổng thống mua cái dip này thì giá nó đã đi xuống thêm rồi. Thì có một số bạn hỏi Thuận là ngày hôm nay đó Thuận đã DCA, đã mua thêm hay chưa. Thì lần này đó Thuận đã cố gắng để mà kiềm chế bản thân của mình, tại vì mỗi lần mà Thuận cảm thấy giá xuống đó thì Thuận lại cứ muốn đi mua và đi mua và đi mua. Thì hôm nay Thuận đã kiềm chế bản thân của mình. Lúc mà Thuận thấy giá là 44.500 á, 45.000 là Thuận đã muốn mua rồi, nhưng mà Thuận cố gắng kiềm chế để xem coi là tối nay như thế nào, và có thể là tối nay thường mua hay là sáng mai thường mua. Thì bây giờ giá là 42.692, thì hy vọng là chúng ta không phải hy vọng, thường hy vọng là giá đi trở lên, nhưng mà nếu như mà giá đi xuống thì ít ra thường cũng có cái cơ hội để mà mua với cái giá tốt hơn. Có thể là tối nay nếu như mà không có chảy quá thường sẽ mua thêm crypto tối nay, hay là nếu không thì sáng ngày mai thường sẽ mua thêm crypto. Đó là cái suy nghĩ của Thuận. Thì bây giờ Thuận vẫn hy vọng là cái tình hình bây giờ sẽ nhanh chóng qua được, và cái sự ảnh hưởng liên quan tới Evergrande sẽ không có nhiều như là mọi người thổi phồng hiện bây giờ. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin ở bậc ngày hôm nay đi. Thì Thuận sẽ chia sẻ từ trái qua phải đi. Mà trước khi đó đó thì Thuận muốn chia sẻ cái thông tin liên quan đến là cái số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó. Thì chúng ta đang nhìn vào biểu đồ là biểu đồ giờ, có nghĩa là một thanh này là một giờ. Thì ngày hôm nay chúng ta thì được là tính theo giờ đó, thì chúng ta tính từ cái ngày là 20 tây đi, có nghĩa là cái khung này. Thì các bạn thì được hôm nay đó, nhìn chung cho đến thời điểm bây giờ thì cái số lượng Bitcoin nạp vào nhiều hơn là rút ra, nhưng mà cũng không có cái sự quá khác biệt, nhưng mà cũng không có phải là một cái sự mà tăng trưởng rất nhiều về cái phương diện những cái đồng Bitcoin được nạp lên trên những sàn giao dịch. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn có nhiều Bitcoin nạp vào hơn là rút ra. Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum thì cũng tương tự như vậy. Các bạn hiểu đây là cái tài liệu là mỗi một thanh là một giờ, thì chúng ta đều là có nhiều thời gian ngày hôm nay cái số lượng Ether nạp vào, có nghĩa là cái thanh chỉ xu hướng đi lên đó, nhiều hơn là rút ra. Nhưng mà cũng tương tự như Thuận mới vừa chia sẻ, cái con số nó không có nhìn là quá cao. Ngày hôm nay những bạn nào mà theo dõi ThuanCapital ở trên Telegram thì cũng đã thấy là Thuận chia sẻ rất là nhiều những cái dấu hiệu đến từ
crypto coin alert ngày hôm nay. Hầu như là đây là một ngày mà có rất nhiều dấu hiệu đến từ crypto coin. Thì hôm nay chúng ta được là tình hình chung đó là có rất là nhiều đợt chúng ta thấy được là có Bitcoin nạp lên trên sàn, rồi sau đó chúng ta thấy là có rất là nhiều những đồ ổn định nạp lên trên sàn liên tục. Có thể nói là một tiếng đồng hồ có thể thấy được là 23 cái sự kiện như vậy. Thuận đã chia sẻ rất nhiều ngày hôm nay. Thì những cái đồng ổn định này nạp lên để làm gì? Thì nhiều người tin tưởng là nạp lên chờ sẵn để mà khi mà giá đến một mức tốt đó, thì những đồng ổn định này có thể dùng để mà thu mua Bitcoin, thu mua crypto. Và chúng ta được ngày hôm nay đó thì đã ở nhiều cái mức độ khác nhau. Chúng ta thấy được là giá đi xuống tới mức nào đó thì lại bật ngược trở lên. Chúng ta bây giờ thấy đó, gần đây nhất là khi mà giá xuống tới cái mức là gần 40.000 đô. Thuận trở lại cái biểu đồ của nến giờ đi, và chúng ta thấy được là cái thời điểm là giá xuống gần như 40.000 đô cách đây 3 tiếng đồng hồ thì giá xuống chỉ còn có là 40.200 đô thì lại bật ngược trở lên. Thì nhiều người cho là đây là cái tình hình là cái sự đấu tranh giữa những người mà mua lưu trữ dài hạn so với lại cái sự bán của những người mà đang lo sợ hiện bây giờ. Thì chúng ta hy vọng là cái lực bán nó sẽ giảm từ từ, tại vì cái lực mua vẫn có, các bạn thấy được cái lực mua vẫn tiếp tục và tiếp tục nhìn thấy được ở trên thị trường hiện bây giờ. Thì nhiều người cho là chúng ta thường hay nói là Bitcoin là một tài sản để mà lưu trữ giá trị giống như là vàng 2.0, thì tại sao mà cổ phiếu đi xuống như vậy đó chúng ta lại thấy là Bitcoin cũng đi xuống theo? Thường nghĩ là tùy theo là cái tình hình, giống như thường đã từng chia sẻ với các bạn là tùy theo lý do tại sao mà thị trường chứng khoán đi xuống, giống như chúng ta thấy được là những cái vấn đề liên quan đến là chiến tranh thương mại hay là cái vấn đề liên quan đến những cái chiến tranh chính trị, thì những thời điểm đó đó cổ phiếu không ổn, tại vì đương nhiên có thể làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, nhưng mà ngược lại crypto lại có cái sự tăng trưởng trong những cái thời điểm đó. Nhưng mà những cái tình hình như là dịch bệnh hay là cái tình hình ngày hôm nay là một cái tình hình mà có thể dẫn đến cái sự khủng hoảng, nhiều người tin là như vậy, của thị trường tài chính, thì sẽ dẫn đến là tất cả tài sản đi cùng một xu hướng. Thị trường crypto bây giờ đó thật ra mà nói là đang trong cái giai đoạn chuyển từ cái giai đoạn là những nhà đầu tư mà họ chỉ muốn kiếm lợi nhuận qua những nhà đầu tư mà họ muốn tích lũy lâu dài như là Thuận và nhiều bạn. Cho nên cái số lượng người mà tích lũy lâu dài đó ngày sẽ càng tăng lên, nhưng mà ở bất cứ một thời điểm nào có thể chúng ta có nhiều người muốn bán hơn là những người mà muốn tích lũy lâu dài, cho nên cái lực bán nó sẽ nhiều hơn lực mua. Đó chính là những lúc mà chúng ta thấy được là giá nó bị đẩy xuống. Nhưng mà tới một mức nào đó đó thì những người mà lưu trữ dài hạn mà thu mua trung bình giá liên tục là những người mà có thể giữ Bitcoin tới một cái mức nào đó, Bitcoin sẽ không đi xuống nữa. Và hy vọng là chúng ta sẽ càng càng có nhiều những nhà đầu tư dài hạn và cái mức đó ngày càng được nâng lên. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có thêm một nhà tài trợ nữa, đó chính là một cái dự án có tên là Unoray. Thì Unoray đã hiểu đơn giản đây là một cái nền tảng cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm. Thì Unoray đã công bố họ đã ra mắt một cái ứng dụng phi tập trung, một cái đạp của họ. Thì đây là cái đạp của họ, các bạn thấy được cũng khá là chuyên nghiệp. Theo họ nói đó, đây là cái nền tảng giao dịch rủi ro tái bảo hiểm đầu tiên mà có thể cho phép người dùng tham gia vào staking và kiếm lợi nhuận từ những cái pool stablecoin, những cái pool ổn định đó, có kích thước cố định. Thì các bạn có thể tham gia vào stake và có thể là kiếm được tiền bằng đồng USDC. Thì người tham gia cũng có thể hưởng những cái lợi ích hàng năm, APR lên tới 20% một năm. Đây là một cái mức lợi nhuận mà cũng khá hấp dẫn khi mà các bạn so sánh với những cái pool khác khi mà các bạn tham gia vào staking. Thì những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về Unoray thì tôi sẽ để cái link bên dưới, các bạn có thể tìm hiểu từ website của họ, từ Twitter và Telegram vân vân. Bây giờ Thuận muốn chuyển qua để mà chia sẻ một số những cái thông tin ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là ngoại trừ những gì thường vừa chia sẻ ra thì hôm nay chúng ta toàn là có rất là nhiều những cái thông tin tốt, nhưng mà Thuận sẽ chia sẻ một thông tin không tốt, không xấu với các bạn, đó chính là cái thông tin liên quan tới Coinbase. Thì thông tin ngày hôm nay đó, đây là cái bài chia sẻ của cái blog của Coinbase, nó là Coinbase đã hủy bỏ ý định ra sản phẩm lending USDC, có nghĩa là cho các bạn gửi đồng USDC để mà lấy lại 4% một năm đó. Thì hiện bây giờ Coinbase không muốn đối đầu với SEC, đó là cái suy nghĩ của Thuận. Khả năng là cái cơ hội lợi nhuận đến từ stablecoin như là USDC hay là USDT sẽ dần dần bị siết chặt, tại vì những cái dịch vụ bây giờ như là chúng ta nói tới BlockFi, chúng ta nói tới Celsius, chúng ta nói tới Gemini đó, thì những dịch vụ bây giờ là cái phần trăm lợi nhuận cao nhất là đến từ gửi đồng ổn định. Nhưng mà điều này thì lại làm ảnh hưởng đến cái lợi ích của
trái phiếu và đến lĩnh của ngân hàng. Cho nên các bạn thấy được là SEC và nhiều tiểu bang liên tục đàn áp những cái dịch vụ mà cho gửi đồng ổn định, tại vì họ nghĩ là đồng ổn định mới là cái sự mà họ cần quan tâm đến. Cạnh tranh với lại ngân hàng và trái phiếu thì đã chia sẻ chi tiết hơn trong video ngày hôm qua rồi. Thì đây là cái tài liệu mới nhất liên quan tới Coinbase sau cái sự việc là Brian Armstrong lên trên Twitter để mà giống như nói xấu về SEC, thì bây giờ Brian Armstrong lại lùi một bước. Đó là tình hình hiện bây giờ. Và điều này đó cũng là một trong những cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Ripple. Tại vì chúng ta nói tới SEC thì ở trên Twitter đó có một người có tên là Charles Gasparino. Đây là một trong những người ở trên đài, tôi nhớ là đài Fox, thì đã chia sẻ một loạt những cái thông tin tôi cảm thấy rất là thú vị. Đây là những cái thông tin liên quan tới Ripple và SEC. Những gì được chia sẻ đó là Charles nói là những người mà biết, có nghĩa là quen biết chủ tịch SEC Gary Gensler đó, thì những người đó cho biết là cơ hội SEC, có nghĩa là Ban Chứng khoán của Hoa Kỳ nhượng bộ hoặc là hợp tác với đại diện crypto đó gần như là con số 0. Có nghĩa là không có khả năng đó ngoại trừ quốc hội hay là tòa án can thiệp. Điều này có nghĩa là cơ hội thỏa thuận giữa SEC và công ty Ripple, tại vì SEC đăng kiện Ripple về cái phương diện là XRP là một chứng khoán chưa được đăng ký, và kiện hai cái người đồng sáng lập công ty Ripple là làm giá thị trường. Thì cái việc này đó là không có khả năng là thỏa thuận, và SEC muốn dùng Ripple làm ví dụ cho các công ty khác thấy, nhưng Ripple cũng đang đẩy lùi quyền lực của SEC. Kết quả của vụ kiện này sẽ là nền tảng của luật crypto sau này từ SEC. Công ty Ripple nói là cái vụ kiện này đã làm ảnh hưởng đến việc làm ăn trong nước, nhưng mà cái sự thông dụng của đồng XRP quốc tế đó vẫn tiếp tục gia tăng, dẫn chứng cho thấy đó là SEC đang đẩy sự phát triển crypto ra ngoài nước Mỹ. Điều này làm ảnh hưởng tới lợi ích của Hoa Kỳ. Đây là cái thông tin mới nhất, có nghĩa là nhiều bạn thì vẫn tiếp tục hy vọng là hai bên có thể bắt tay hòa giải và công ty Ripple đóng phạt và cứ tiếp tục. Nhưng mà những gì chúng ta nhận được đó là SEC hoàn toàn không có cái ý định là sẽ nhượng bộ hay là sẽ chấp nhận cho Ripple đóng phạt, sau đó thỏa thuận. SEC không muốn thỏa thuận và chỉ muốn tòa án ra quyết định là ai thắng ai thua mà thôi trong cái vụ kiện này, hoặc là quốc hội can thiệp vào hoặc là tòa án can thiệp vào. Đây là những gì mà được chia sẻ, có nghĩa là chúng ta có thể là không thấy cái sự kết thúc của sự kiện này trong năm nay. Đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Charles Gasparino. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin khác nữa, đó chính là thông tin liên quan tới Citibank. Thì Citibank là một trong những cái công ty mà gần đây đã chia sẻ rất nhiều những cái bài viết ủng hộ thị trường crypto. Và Citibank đó thì hôm nay chia sẻ một cái bài nghiên cứu tổng cộng là 8 trang. Đây là cái bài của Citibank ở trên màn hình. Thì Thuận đã dùng thời gian để mà đọc 8 trang này rồi. Thì 8 trang này đã nói trên căn bản đó là CD Group muốn chia sẻ những công ty mà họ muốn có cái khả năng mà thanh toán sử dụng crypto đó, thì họ cần phải suy nghĩ đến những điều gì. Thì trong 8 trang này đó, CD Bank chia sẻ đó là những công ty này họ cần phải suy nghĩ đến. Thứ nhất là họ sẽ thanh toán như thế nào, họ là từ thanh toán lưu trữ khóa cá nhân hay là họ sẽ thông qua một công ty trung gian. Và thứ nhì nữa là họ sẽ thanh toán vào những đồng nào. Và thứ ba nữa là sau khi mình thanh toán xong, họ sẽ làm gì với cái số tiền đó. Thì một số những điều mà cần phải lưu ý đến, Citibank nói là khi mà một công ty lưu trữ crypto đó, họ cần phải hiểu họ đang lưu trữ gì. Tại vì theo luật bây giờ đó, thì crypto lưu trữ trong ngân sách công ty không được xem như là tiền mặt, mà xem như là một cái loại tài sản vô hình. Tài sản vô hình là gì? Tài sản vô hình là những cái loại tài sản như là các bạn có bản quyền hay là hợp đồng, hợp tác làm ăn đó. Những cái đó là có cái giá trị và hợp pháp, nhưng mà đó là một cái tài sản vô hình. Giống như là công ty Disney đi, có Mickey Mouse, thì Mickey Mouse là một cái tài sản vô hình của công ty Disney. Đương nhiên là có giá trị, nhưng mà không phải là một cái tài sản các bạn có thể cầm được, sờ được. Cho nên đây là những cái tài liệu được chia sẻ với Citibank. Và Thuận suy nghĩ đó, tại sao Citibank lại chia sẻ cái thông tin này, thì Thuận suy nghĩ đến suy nghĩ lui đó, Thuận lại cảm thấy được là có một cái điều gì đó đang xảy ra hiện bây giờ. Tại vì hiện bây giờ đó, những công ty mà muốn chấp nhận thanh toán crypto đó không đơn giản như trước đây. Trước đây đó, một công ty nói họ muốn thanh toán crypto đó là họ sẽ được lên trên trang bìa của nhiều tạp chí, hay là họ chỉ nói như vậy để mà thu hút thêm người mà thôi. Nhưng mà bây giờ không chỉ đơn giản như vậy, bây giờ đó nhiều công ty họ muốn thanh toán crypto không phải là họ muốn cái tên tuổi của họ được đánh bóng bởi nhiều cái trang web khác nhau, nhưng mà thực sự là crypto đó đang có những cái điều
rất là tốt đối với những công ty. Tại vì sao? Tại vì ngoài cái việc là crypto lên xuống, chúng ta không nói tới đi, nhưng mà một trong những điều mà thanh toán crypto có thể mang đến được là những cái công ty mà họ xuyên quốc gia. Đương nhiên một người bình thường như là Thuận và nhiều bạn thì có thể là ít khi nào mà nghĩ đến thanh toán crypto, nhất là khi mà Thuận thấy là có thể mua cái vé xem phim mà crypto, Thuận cảm thấy là không có khả năng đó đâu, tại vì Thuận lúc nào cũng chỉ muốn hodl crypto mà thôi. Nhưng mà những công ty mà họ xuyên quốc gia đó thì gửi crypto là một trong những cách mà có thể là tốn phí thấp hơn và nhanh hơn, và họ có cái quyền kiểm soát tốt hơn là thông qua ngân hàng nếu như mà họ chấp nhận thanh toán crypto ở một quốc gia khác, sau đó số tiền đó được gửi vào cái ví của họ, hay thậm chí họ chỉ cần cái khóa cá nhân thôi, họ không cần phải gửi. Các bạn thấy được là crypto là xuyên quốc gia, các bạn chỉ cần khóa cá nhân thôi thì các bạn chấp nhận thanh toán bất cứ ở một cái quốc gia nào, chỉ cần các bạn có khóa cá nhân của cái ví đó thì các bạn đã có thể là sở hữu được rồi, không cần phải gửi tiền từ quốc gia này qua quốc gia kia khi mà các bạn có thu nhập. Đó là một điều rất là khác biệt đối với tình hình bây giờ. Thứ nhì nữa là có thể mở rộng ra để cho các bạn có khách hàng đến nhiều nơi. Như là các bạn muốn bán một căn nhà đi, mà căn nhà đó là ở Manhattan, New York, thì các bạn có thể là bán căn nhà đó cho một nhà đầu tư địa ốc ở Singapore, Hồng Kông, thậm chí là ở Việt Nam. Chỉ cần là các bạn thấy được là các bạn chấp nhận thanh toán bằng crypto thì có thể mở rộng được cái sự chấp nhận đó đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cho nên đây là những cái yếu tố mà CD Group muốn chia sẻ với lại nhiều người, mà họ khuyến khích là những công ty nên tìm hiểu thêm về những cái lợi ích cũng như là những cái cách hoạt động sau này khi mà có crypto. Không chỉ riêng là thanh toán crypto cho vui, mà thanh toán crypto thực sự là có một số những lợi ích rất lớn đến từ nhiều công ty. Đây là tài liệu liên quan tới CD Group. Một lần nữa họ rất là ủng hộ thị trường này. Kế tiếp thì chúng ta cũng nhận được một số những thông tin là có một số công ty hôm nay lại ra thông báo là chấp nhận crypto. Trong đó chúng ta có công ty dược Todos Medical. Thì công ty này nói đó là họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash và Litecoin từ những khách hàng mua sản phẩm hỗ trợ chế độ ăn uống. Và đây là được ủy quyền bán tại Hoa Kỳ. Thì đây là một công ty, tôi nhớ là công ty này nằm ở Israel. Thì công ty này là một công ty mà họ bán những cái giống như là vitamin, hay là họ bán những cái thực phẩm hỗ trợ đó mà nhiều người có thể mua. Thì đây là cái tài liệu đến từ công ty Todos Medical. Và thêm một công ty nữa ngày hôm nay đã cũng nói là họ muốn bán thanh toán bằng Bitcoin. Đó chính là công ty bất động sản ở New York có tên là Magnum Real Estate Group. Thì công ty này đó họ đang bán một cái tòa nhà khoảng chừng là 900.000 square foot ở cái phần dưới đó. Và họ bây giờ là phần dưới này đang cho mướn bởi những cái công ty có tên như là M&T Bank, hay là cái công ty liên quan tới ngành y là ProHealth, hay là một cái nhà hàng có tên là Mighty Pizza. Thì đây là cái tòa nhà mà họ nói tới là họ muốn bán thanh toán bằng Bitcoin. Và cái không phải là tòa nhà nữa mà họ muốn bán cái tầng bên dưới này. Và cái tầng bên dưới này bây giờ là đang có những cái người mà họ mướn kinh doanh mặt bằng. Thì đương nhiên đây là một cái nơi mà đã có cái thu nhập rồi, và họ muốn bán với cái con số là 29 triệu cái tòa nhà có tên là Coda ở New York. Thì đây là cái tòa nhà thương mại đầu tiên có thu nhập lớn mà được chào bán bằng Bitcoin. Và đương nhiên họ chỉ bán cái phần bên dưới này thôi, 9.000 square feet, mà đang có những cái người mà mướn để mà kinh doanh. Thì các bạn thấy được là càng ngày chúng ta lại càng có thêm nhiều công ty chấp nhận thanh toán crypto, mà không chỉ đơn giản họ thanh toán cho vui, mà họ thực sự là muốn mở rộng để mà kiếm thêm nhiều khách hàng, nhất là những khách hàng đến từ những quốc gia khác có thể tham gia vào để mà mua sản phẩm hay là dịch vụ của họ. Còn hai điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, một điều đó chính là Ban quản lý chứng khoán của Thái SEC thì đã đưa ra một cái ban hoạt động cho một cái công ty, mà công ty này có tên là Fraction. Thì công ty này đó chủ yếu là họ sẽ có những cái tài sản, và phần lớn sẽ là những cái tài sản liên quan tới bất động sản, và họ sẽ dùng những cái tài sản này, họ sẽ mã hóa và họ sẽ chào đón bán, và mỗi người có thể là đi thu mua một phần nhỏ của tài sản này, có nghĩa là họ sẽ mã hóa và bán từng phần một thông qua hệ thống của Ethereum. Họ sẽ sử dụng mạng lưới của Ethereum để mà mã hóa những cái bất động sản này, và họ sẽ bán, và nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tham gia vào và mua một phần của những cái dự án này.
Thì đây là một những cách mà kêu gọi vốn hay là bán bất động sản theo cái kiểu mã hóa mà gần đây Thuận có nghe nói tới một trong những cái dự án mà Thuận sẽ chia sẻ với các bạn trong một cái video riêng cũng có cái ý tưởng như vậy. Nhưng mà các bạn thực đây là một trong những cái sự kiện này xảy ra ngày hôm nay là Thái SEC đã thử nghiệm cho một công ty, đó chính là công ty Fraction, để mà bán mã hóa sở hữu của bất động sản. Và thông tin cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ngân hàng đầu tư lớn nhất của Brazil, đó chính là ngân hàng BTG Pactual đang ra dịch vụ mua bán Bitcoin và Ethereum trực tiếp thông qua nền tảng Mint của họ. Ngân hàng này đó đang khuyến khích khách hàng của họ đã có thể đầu tư một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tối đa là 2% vào crypto. Và cái ngân hàng này đó là cái ngân hàng như thế nào? Các bạn thì ngân hàng này là một ngân hàng mà quản lý bây giờ đó là khoảng chừng là 1,8 tỷ đô la. Thì các bạn thấy được là những thông tin ngày hôm nay, những thông tin phần lớn là rất tốt, chỉ ngoại trừ là cái tình hình bất ổn liên quan tới tài chính quốc tế mà thôi, dẫn đến là giá cả có cái sự ảnh hưởng. Và tôi cũng hy vọng là tình hình này nó sẽ qua nhanh. Và các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xôi cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter, cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi, như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance, hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus, như là các bạn có thể tìm được bonus từ sàn Fashion Moon XBT, hay là các bạn có thể tìm được bonus cho sàn Bybit. Bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu về group tín hiệu trade miễn phí, cũng như là các bạn có thể nhận được những bonus đến những sàn như là sàn AscendX, sàn 5ROI Global hay là sàn Fearhub, những thông tin như là các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu những sàn mà ở Hoa Kỳ, nếu như các bạn sống ở Hoa Kỳ, những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US là những sàn mà các bạn có thể tìm hiểu nhiều altcoin nếu các bạn sống ở Hoa Kỳ. Và những dịch vụ như là dịch vụ BlockFi, đây là cái dịch vụ lending có lãi mà Thuận đã sử dụng từ lâu. Nhưng mà nào mà có hứng thú thì bấm vào link bên dưới để tìm hiểu thêm. Và đương nhiên CryptoQuant, cái dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.